chị chắc chắn cách này ok không? Quá ok á, thì chị mới nói mày chứ. Nhưng mà em thấy làm vậy có lỗi với vợ em quá. Anh dám làm gì sau lưng tôi hả? Em làm gì mà sợ vợ chứ gì? Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên. Cái gì? Còn dám xúi chồng mình mạnh mẽ lên nữa? Cái nào á thơm tho láng mình á thì mình dùng. Cố chấp xài cái không tốt chi. Chị ta đang nói gì vậy trời? Dám coi chồng mình ngoại tình hả? Nghe lời chị đi. Đảm bảo ha, thơm phức mà còn quyến rũ nữa. May quá, nhờ có chị giải thoát cho em. Lần này hãy em nghe lời chị tôi. Đó, xài đi. Gì vậy Quỳnh? Hai cái người kia, hai người nói chuyện gì đó? Thì nói chồng em á, xài sức bên anh. Rồi anh nói anh là mình có lỗi với tôi là sao? Trời ơi, thì trước giờ anh tốn biết bao nhiêu tiền mua sản phẩm hoa nách mà không hết. Lần này mua nữa, anh thấy tốn tiền, anh có lỗi với em. Vậy còn cái chuyện lấy mình thơm tho là sao? Thì đương nhiên rồi, cái này xài vô à, đỡ tâm nè, đỡ vàng, xong rồi còn sạch mịn. Ngoài ra, hết mùi, mà xài lần thôi à, không nghe mùi nữa nha. Sau đó hả, cứ xài liên tiếp một tuần thôi. Chà chà chà, vừa hết mùi mà vừa thơm nữa. Đặc biệt hơn á, cứ mỗi tuần xài một lần để làm sao? Để ngăn tái lại, xịn chưa, xịn chưa? Vậy còn cái chuyện anh nói với chị Hiền là anh muốn giải thoát, anh muốn lấy về tôi chứ vậy? Trời ơi, em suy nghĩ đi đâu vậy? Anh nói giải thoát á là giải thoát cái mùi hôi nách nè. Rồi trước giờ anh bị không hết. Trời ơi, anh ngại muốn chết rồi mặc cảm với em nữa. Lần này á mà xài sức mùi nách của chị Hiền á mà hết á, không phải giải thoát chứ lại gì? Ý, đừng có nói với tôi á là nãy giờ không nghe rõ đầu đuôi, xong rồi suy diễn nghi ngờ chồng phùm. Đâu có đâu, em yêu chồng em nhất chứ bộ. Chồng ơi, anh nhớ xài cái bộ súp bình nách này nha. Mỗi lần em gần anh á, em chịu hết nổi cái một nách của anh rồi đó. Tuân lệnh bà xã, lần này hả anh hết nách cho em coi. Quên, chưa có xài. Nhớ xài, nhớ xài.